Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Các em học sinh thân mến, cô rất vui vì lại được gặp các em trong video bài học ngày hôm nay. Ở tuần 20, tuần học cuối cùng của chủ đề 5, nghề em yêu thích, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm các bài tập về mua sắm tiết kiệm. Các bài tập sẽ hướng chúng ta trở thành một học sinh ngoan, biết mua sắm những món đồ hợp lý dành cho bản thân, biết chi tiêu, biết tiết kiệm và biết chia sẻ với người khác trong đời sống hàng ngày. Sau đây, mời các em cùng theo dõi và lắng nghe bài học. Bước vào bài tập 1 với bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 44. Thì em hãy chọn mua những đồ dùng thực sự cần thiết cho chuyến đi dã ngoại trong một ngày và đánh dấu tích vào những đồ dùng cần mua. Các món đồ có thể là mũ, băng cá nhân, hộp sữa, bình đựng nước hay là bánh mì. Ngoài ra, em hãy vẽ thêm những đồ dùng khác cần thiết. Cô gợi ý các em trả lời như sau. Các đồ dùng thực sự cần thiết cho dã ngoại mà em chọn đó là mũ, băng cá nhân và bình nước. Em cũng có thể vẽ thêm các đồ dùng khác cần thiết như là ba lô, hộp thuốc và giày. Bài tập 2 và bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 45 thì yêu cầu là em hãy trang trí và nêu ý nghĩa của ba chiếc hộp. Ba chiếc hộp có tên lần lượt là hộp tiết kiệm, hộp chi tiêu và hộp chia sẻ. Các em hãy dùng tài năng hội họa của mình để vẽ vào trong chiếc hộp và sau đó là viết phần ý nghĩa để bày tỏ tại sao mình lại trang trí hộp như vậy vào bên dưới hình. Cô gợi ý các em như sau. Hộp đầu tiên là hộp tiết kiệm. Em sẽ vẽ con heo với ý nghĩa là dùng tiết kiệm và chắt chiu như nuôi heo lớn. Hộp thứ hai, em sẽ vẽ các nốt nhạc. Bởi có nhiều việc cần chi tiêu cần thiết và tiết kiệm. Hộp thứ ba là hộp chia sẻ. Em sẽ vẽ hình trái tim với ý nghĩa là chia sẻ tình cảm, tình yêu với mọi người xung quanh. Bài tập 3 và bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 45 với yêu cầu là em hãy xử lý các tình huống sau. Tình huống 1, trên đường đi mua hộp bút màu, Hiếu gặp Dũng. Dũng khoe chiếc ô tô đồ chơi mới mua. Hiếu rất thích món đồ chơi. Nếu là Hiếu, em sẽ làm gì? Tình huống 2, đi học về. Dung rất thích ăn bánh chuối. Nhưng Dung chỉ còn đủ tiền để mua quà sinh nhật cho em trai. Nếu là Dung, em sẽ làm gì? À, vậy thì ở tình huống 1, nếu là Hiếu, em sẽ nói với Dũng. Mình cũng rất thích món đồ chơi đó. Và xin Dũng có thể cho mình mượn chơi cùng được không? Còn tình huống 2, nếu là Dung, em sẽ tiết kiệm, dành tiền để mua quà sinh nhật cho em trai. Còn bánh chuối thì có thể để ăn sau. Đến với phần tự đánh giá sau chủ đề của vở bài tập
hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 46, thì em sẽ phải tự đánh giá kết quả học được từ chủ đề bằng cách tô màu vào khuôn mặt tương ứng trong bảng sau. Các nội dung đánh giá như là kể tên một số đức tính cần có của người lao động trong nghề nghiệp mình yêu thích, nêu một số đức tính của bản thân liên quan đến nghề yêu thích, xác định những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể, và tìm hiểu thu nhập của các thành viên trong gia đình. Về mức độ đánh giá thì có các mức độ là hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Vậy thì nếu sau tất cả các tuần học của chủ đề 4, em yêu lao động, nếu em đã hoàn thành tốt các nội dung của bài học, thì em có thể tô màu vào mặt cười như gợi ý của cô trên màn hình. Như vậy, bài học đến đây là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.